Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia, lĩnh vực năng lượng và khoáng sản thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các vai trò và kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng và ngành khai khoáng Việt Nam hiệu quả, bền vững hơn, phù hợp với xu hướng phát triển toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành địa phương liên quan triển khai ngay các quy hoạch điện, quy hoạch dự trữ năng lượng và quy hoạch khoáng sản theo kế hoạch mới được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động chỉ đạo rà soát, cập nhật, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh các nội dung liên quan của quy hoạch tỉnh để bảo đảm phù hợp với các quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, làm cơ sở tiếp nhận, triển khai các dự án đầu tư về năng lượng và khai khoáng theo quy định của pháp luật. Hôm nay ngày 26 tháng 4, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo Phát triển Kinh tế Sáng tạo, xu hướng, kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam. Theo Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM, các ngành kinh tế sáng tạo ở Việt Nam có thể kể đến như thời trang và thiết kế, phim và truyền thông, công nghệ thông tin và kỹ thuật phần mềm, du lịch và di sản văn hóa, âm nhạc và giải trí. Việt Nam đang có những cơ hội quan trọng cho phát triển kinh tế sáng tạo như chuyển đổi số, sự phục hồi và vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch. Thị trường trong nước có quy mô tương đối lớn, đồng thời Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến cạnh tranh từ thị trường quốc tế, khả năng thích ứng trước tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sức ý của thể chế. Để thúc đẩy kinh tế sáng tạo, Việt Nam cần phải khẩn trương hoàn thiện khung chính sách vững chắc để nuôi dưỡng kinh tế sáng tạo, gắn với tạo không gian, động lực và sự yên tâm cho các chủ thể sáng tạo. Thưa quý vị, nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về vai trò của truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị và định vị thương hiệu sản phẩm, sáng nay tại Hà Nội, Viện Phát triển Doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với các bên liên quan tổ chức diễn đàn hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư vào sản xuất, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, sản phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng bằng chất lượng và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn còn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng. Các doanh nghiệp trước tiên là phải có ý thức trong việc bảo vệ cái thương hiệu của mình. Và cái thứ hai á là về người tiêu dùng, thì người tiêu dùng phải là người tiêu dùng thông minh. Thông minh ở chỗ nào? Tức là khi mà mình mua một cái sản phẩm nào đó thì mình phải truy xuất, tức là mình phải coi thứ sản phẩm đó nó từ đâu nó đến, nó như thế nào, nguyên vật liệu là ra sao. Để giúp doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, các cơ quan nhà nước đã nỗ lực xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thông tư quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới. Thưa quý vị, trong năm 2023, nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng sản xuất ra không bán được sản phẩm. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp phải đối phó bằng cách giảm quy mô kinh doanh, thu hẹp sản xuất và nhu cầu vay vốn cũng giảm theo. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay. Việc công khai minh bạch biểu lãi suất cho vay được doanh nghiệp đánh giá tác động lớn hơn cả yếu tố hạ lãi suất. Đối với doanh nghiệp này, công việc khai biểu lãi suất ngân hàng sẽ đem lại nhiều lợi ích, giúp đơn vị có khung tham chiếu để nhận diện được giá vốn cân bằng trong thị trường để đưa ra các quyết định tài chính phù hợp hơn. Bản thân doanh nghiệp luôn kỳ vọng lãi suất danh nghĩa giảm, khi đó lãi suất hiệu dụng đối với từng khoản vay cụ thể sẽ giảm theo. Các doanh nghiệp hiện nay thì cũng có nhiều lựa chọn hơn một ngân hàng và các ngân hàng thì cũng có nhiều doanh nghiệp để mà lựa chọn. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà công khai lãi suất thì nó cũng giảm thiểu được những cái thời gian của doanh nghiệp trong cái việc mà cứ phải đi tra cứu hoặc là đi làm việc với những cái ngân hàng mà có thể là lãi suất nó không đồng đều. Nếu mà được công bố chi tiết hơn nữa thì mình sẽ biết rằng là các cái khoản vay trung dài hạn nó sẽ chênh nhau bao nhiêu, cái khoản vay gọi là ngắn hạn nó sẽ chênh nhau bao nhiêu. Khi mà doanh nghiệp dùng vốn lưu động quay nhanh, dòng tiền về cho ngân hàng nhiều, đóng góp vào hệ số tiền và hệ số CASA trong ngân hàng nhiều, rõ ràng ngân hàng sẽ cho vay với lãi suất thấp. Thì mình cần cái thêm thông tin chi tiết này nữa nếu ở góc độ về doanh nghiệp.
Việc công bố lãi vay vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của ngân hàng để cạnh tranh. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến nay tất cả các ngân hàng thương mại đã công khai, nhưng cách thức đăng tải thông tin lãi suất của nhiều ngân hàng vẫn khó tìm kiếm, phương pháp tính lãi không đồng nhất nên nhiều trường hợp rất khó so sánh. Ngân hàng Nhà nước sẽ rà soát, chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý những trường hợp công bố chậm, sai, thiếu chính xác. Thưa quý vị, tính đến ngày 25 tháng 4, ít nhất đã có 60 địa phương công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 với 3 môn toán, văn và tiếng Anh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lịch thi lớp 10 công lập vào ngày 6 và 7 tháng 6. Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng. Tại Hà Nội, kỳ thi diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6, trong đó thí sinh thi trường không chuyên vào ngày 8 và 9 tháng 6, các ngày sau dành cho những em đăng ký thêm hệ chuyên và song bằng. Trong 58 tỉnh thành còn lại, thì Bạc Liêu là địa phương tổ chức thi sớm nhất vào ngày 23 đến ngày 24 tháng 5 cho cả trường chuyên và không chuyên. Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nam tổ chức thi trong tháng 5 cho hệ chuyên, hệ thường và tháng 6. Về môn thi, không tỉnh thành nào tổ chức quá 3 môn toán, văn và tiếng Anh. Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày sắp tới. Vì thế hôm nay cũng chính là ngày được dự báo là cao điểm nhất, có lượng người di chuyển ra khỏi các thành phố lớn. Tại thủ đô Hà Nội, nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực phương tiện gia tăng mạnh, liên tục giữ ở mức cao cho đến tối nay. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại một số tuyến huyết mạch và cửa ngõ của thủ đô Hà Nội. Ngay từ đầu giờ chiều, áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm đã tăng lên rất nhanh. Lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai 2, vành đai 3, giải phóng, khiến cho dòng phương tiện di chuyển chậm. Các tuyến quanh khu vực các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát hay Gia Lâm cũng ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn. Ùn tắc và nắng nóng đã khiến cho việc đi lại của nhiều người dân trong dịp này cũng trở nên khó khăn và vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường. Hôm nay tôi đi từ nhà ra bến xe thì khá là lâu, bình thường chỉ mất tầm 30 phút từ trọ ra bến xe thì hôm nay phải mất tới 1 tiếng. Đi qua nhiều ngã tư đèn đỏ thì rất là nhiều xe và tắc đường. Hiện tại thì do những ngày nghỉ lễ như vậy thì đường rất là tắc, cho nên là bọn em chọn đi sớm để cho đỡ tắc đường hơn ạ. Cho nên là bọn em đặt vé trước để về quê ạ. Trong hôm nay, 100% lực lượng cảnh sát giao thông của Hà Nội đã được huy động đến các điểm nóng về giao thông giúp cho người dân di chuyển thuận lợi hơn. Thì hiện tại đến bây giờ là phương tiện lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông là tăng lên rất cao. Chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 14 là triển khai 100% lực lượng quân số đối với các chốt và các tuyến tuần tra duy trì 24/24 để đảm bảo phân luồng điều tiết giao thông cho người dân không bị ùn tắc, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến. Các tuyến cao tốc như Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 5 hay quốc lộ 18 cũng có số lượng phương tiện tăng đột biến. Các tuyến dẫn lên sân bay Nội Bài cũng có mật độ phương tiện lớn. Theo dự báo, đêm nay và sáng mai, lưu lượng phương tiện sẽ vẫn tiếp tục giữ ở mức cao. Người dân cần cân nhắc lộ trình di chuyển và cập nhật liên tục trên các ứng dụng hành trình để lựa chọn tuyến đường và thời gian di chuyển phù hợp. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp Hiệp hội các nhà sản xuất xe hai bánh Việt Nam tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe gắn máy an toàn cho học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua, tình trạng học sinh trung học phổ thông vi phạm luật giao thông đường bộ còn xảy ra phổ biến. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng điều khiển xe máy an toàn cho học sinh được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Hiệp hội các nhà sản xuất xe hai bánh Việt Nam tổ chức đã thu hút hơn 200 học sinh tham gia. Các em được sát hạch lý thuyết và thực hành liên quan đến những nội dung đã được truyền đạt. Ban An toàn Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 4.163 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh với những hành vi vi phạm phổ biến như điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện, đi vào đường cấm, đường ngược chiều. Thưa quý vị, sáng nay, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ban chỉ đạo tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động. Lễ phát động là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, cũng như quan tâm chăm lo hướng về lực lượng công nhân lao động trên toàn quốc.
Trong tháng hành động sẽ diễn ra các hoạt động đối thoại của Hội đồng Quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động, thăm hỏi những người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, tháng công nhân có chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết, được các cấp công đoàn triển khai với 4 nhóm nội dung hoạt động. Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân, tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công nhân, công đoàn, khỏe để lao động sản xuất. Tại lễ phát động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà cho các công nhân bị tai nạn lao động và cờ thi đua cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.